Lựa chọn thì hơn cố gắng. Có trong đầu sẽ giữa một người quần quật làm và một người làm bằng sức lao động của mình, bằng trí tuệ của mình. Hai kết quả khác nhau. Có một câu nói bạn phải viết xuống. Có một câu nói này. Viết xuống. Có trong đầu sẽ có trong tay. Có trong đầu sẽ có trong tay. Ai tin thì có, mà ai không tin thì không có. Có trong đầu sẽ có trong tay. Tôi là người cực kỳ tin câu này. Tôi không tin vào mê tín, tôi không tin vào khấn vái. Tôi chỉ tin vào tôi thôi. Tôi tin được rằng là tôi sẽ có nó. Cho nên tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi để có được nó. Không có một cái gì là mê tín, không có một cái gì là ảo tưởng. Đầu tiên, mục tiêu rất rõ ràng, lấy nó làm động lực để mình làm gì cả nhà? Làm một cách mạnh mẽ. Cái số 2, học hành một cách bài bản để lấy chiến lược, để lấy từng đường đi nước bước thông minh nhất. Đúng không? Có câu nói số 2, lựa chọn thì hơn cố gắng, viết xuống. Lựa chọn thì hơn cố gắng. Có trong đầu sẽ có trong tay. Ai nghe rồi thì càng phải nghe hơn nữa. Niềm tin chưa tới thì phải tin cho nó tới. Và cái câu số 2 là gì cả nhà? Đúng rồi. Lựa chọn hơn cố gắng. Lấy anh đẹp trai cũng được đấy, nhưng lấy anh túi quần nó đẹp thì cũng được hơn. Hiểu không? Đôi khi muốn trở thành một người phụ nữ giàu thì chỉ đơn giản bằng cách đó là lấy chồng giàu là xong, khởi nghiệp thành công. Ngay ngày mai là túi sách 20, cái váy đầm 30 ngay lập tức. Chứ đôi khi ra đời nỗ lực, ôi giời ơi, mướt mải, nhìn xinh đẹp như thế. Năm sau gặp lại nhìn như bà cụ. Em tin vào tình yêu của mình. Chúng em sẽ cùng nhau vượt qua hết. 3 năm sau gặp lại thì cứ tưởng là 60 mất rồi. Trong khi mới có 3 mấy à. Lựa chọn thì hơn. Chị nào lấy rồi thì thôi nhá, bỏ qua. Đây là ai chưa lấy chồng thì phải tính. Nhất là có nhan sắc là phải tính kỹ cả. Hả? Làm lại hả? Thôi mấy anh ngồi ở đây thì đừng trách tôi nhá. Có gì, có mệnh hệ gì thì bỏ qua cho tôi. Tôi không có ý gì đâu đấy. Lựa chọn thì hơn cố gắng. Có trong đầu sẽ giữa một người quần quật làm và một người làm bằng sức lao động của mình, bằng trí tuệ của mình. Hai kết quả khác nhau. Ngày mai chúng ta sẽ học những cách làm thông minh. Nhưng chúng ta cũng đã nghe cái câu chuyện này rất nhiều lần. Là gì ạ? Có một ông nhà nghèo. Ông ấy cứ hay than trời, ông ấy kể khổ là tại sao ông trời bất công, tại sao cho người ta giàu như thế mà cho tôi nghèo thế này. Nghe cái chuyện này chưa? Ông ấy than nhiều quá, ông trời ông ấy bực mình, ông ấy xuống, ông hiện ra bảo được rồi,
bây giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội, và ta sẽ biến cái thằng nghèo, thằng giàu kia trở về nghèo giống như anh. Và tôi sẽ đưa hai anh đến hai quả núi. Sau một thời gian, nếu anh mà không giàu được, mà thằng kia nó vẫn cứ giàu, thì anh không được trách tôi nữa nha. Và sau đó, hai người, mỗi người một quả núi. Núi thì ở đấy đào được than đi bán. Ông nghèo thì làm gì cả nhà, mỗi một ngày cứ hùng hục đào, khỏe lắm, chân tay to mà, lao động quen mà. Nếu đào khỏe lắm, cứ mỗi ngày từ trên đỉnh núi xuống một gánh đầy bán cho người ta. Thế là bắt đầu mua được thịt, mua được bánh về cho gia đình ăn hết. Ngày mai lại tiếp tục như vậy đào. Còn thằng giàu thì thường sao cả nhà, yếu. Thằng đấy chỉ được đầu to thôi, chứ chân tay nó nhỏ, nó không đào được. Cho nên việc của nó là gì cả nhà, nó xuống dưới, nó thuê người lên đào. Và nó hứa nếu bán được 10 đồng thì nó sẽ chi trả cho các ông 5 đồng, nó lấy 5 đồng. Và y như thế được, có than các ông gánh xuống bán đi, mang về đây cho nó bao nhiêu cả nhà? 5 đồng. Và nó có 5 đồng, ngày mai nó lại tiếp tục đi thuê người, đến một ngày nó thuê được rất nhiều người. Và nó lại trở thành người giàu. Ông kia thì vẫn cứ một mình gồng gánh làm được bao nhiêu? Ăn hết. Thấy khác nhau ở cách làm chưa cả nhà? Thấy khác nhau ở cách làm chưa? Đấy gọi là lựa chọn. Đấy, thì hơn cố gắng lựa chọn cách làm. Tôi sẽ chọn cách làm thông minh hơn để giải quyết tình huống này, thay vì cứ quần quật làm mà không suy nghĩ. Đầu dùng để nghĩ chứ không dùng để mọc tóc, đúng không? Đầu mình dùng để làm gì? Để làm gì? Đúng rồi, để suy nghĩ, chứ đừng chỉ để mọc tóc. Ok chưa? Kiếm tiền từ cổ trở xuống, số tiền sẽ giới hạn. Người ta sẽ quy định lương cho bạn. Nhưng kiếm tiền từ cổ trở lên thì bạn sẽ đi quy định lương cho người ta. Hiểu không cả nhà? Ngày mai sẽ học chi tiết. Có muốn học chi tiết không? Rồi. Mục tiêu có nó, phải theo đuổi nó. Tôi chỉ là một ví dụ trong trường hợp của rất nhiều những người theo đuổi mục tiêu của mình. Những tỷ phú của Việt Nam, họ đều có một mục tiêu rất rõ ràng, chứ không phải là tự nhiên đâu các bạn. Tất cả những người đó đều có một mục tiêu. Họ làm vì cái gì, họ phấn đấu vì cái gì, và họ kiên trì theo đuổi nó. Còn tất cả những người thất bại, họ làm bởi vì họ không biết làm vì cái gì hết. Chúng ta đã từng không biết vì làm để làm gì chưa? Đã từng chưa cả nhà? Trả lời. Câu hỏi khó không trả lời được à? Đi gặp bác sĩ hỏi đau ở đâu? Đau tay lại cứ bảo đau mông. Đi cuối cùng chữa sai thì lại bảo là bác sĩ chuyên môn kém, không nhìn được ra bệnh. Đúng không? Làm sao mà làm được? Cái dở nhất của mọi người đấy là cứ bắt người khác phải đoán và giấu dốt của mình. Không ai chê một người dốt nếu người đó thế nào cả nhà, tích cực và chịu phấn đấu. Người ta chỉ chê một người dốt và giấu dốt mà thôi. Để cho nên chúng ta đã từng sai ở trong quá khứ thì không sao cả, chẳng vấn đề gì, ai chả sai. Bạn nhìn thấy tôi cũng thế. Nếu tôi không sai trong việc là lựa chọn công việc thì tôi việc gì mà tôi phải đi làm những công việc vất vả như thế. Có phải vậy không cả nhà? Nhưng sau cùng rồi mình biết những cách làm này không thể giúp mình giàu được, thì mình phải thay đổi. Đó nó gọi là cái gì? Cải tiến. Đó là thay đổi. Đó là mình phải đi học. Chuẩn chưa cả nhà? Thế cho nên đường rằng cho dù chúng ta có làm chưa đúng, chưa thành công ở trong quá khứ, không phải vấn đề. Vấn đề là từ giờ cho đến tương lai bạn làm sao. Bây giờ bạn biết được một phần rồi đấy.
cách nào đó để làm giàu. Bạn hãy nhớ cái bài học về mục tiêu. Đấy là bài học số 1 để làm giàu đấy. Đừng nghĩ nó là ảo mộng, đừng nghĩ nó là này kia. Bởi vì tất cả những người giàu đều nói về nó trong chương đầu tiên trong cuốn sách của họ. Và một bài phát biểu của họ thì luôn luôn sẽ là bài nói đầu tiên, là nói về mục tiêu tất cả mọi người luôn. Bạn hiểu chưa ạ? Công thức để tạo lên một người thành công là chạy theo một mục tiêu rõ ràng. Thôi nhắc lại, công thức để tạo lên một người thành công đó là, trả lời nào, đó là phía cuối nào, 2, 3. Từ sáng đến giờ vẫn chưa mở mồm được. Em muốn giàu lắm. Ai muốn giàu giơ tay. Em. Nhưng mà bảo làm thì không làm. Chỉ đơn giản là việc nói thôi cũng không làm được. Thế thì làm được việc gì? Đúng như con mình ấy, chửi mày ngu, mày học ngu. Có mỗi việc làm bài tập thôi cũng không làm được. Ta từng chửi chưa? Bây giờ nó mà xem học bạ của mình là nó chửi mình chết luôn. Đúng không? Chỉ được cái nói phét. Mình chỉ được nói người ta cái thứ mình làm. Mình chỉ nói được người khác cái thứ mình làm được. Cái thứ mình không làm được thì đừng nói. Đúng không? Thế cho nên này, bản thân của chúng ta ai cũng muốn dạy người khác, dỗ người khác, ai cũng bắt ép người khác phải theo ý mình. Nhưng vấn đề là mình đã chuẩn chưa? Mình đã là hình mẫu, đã là tấm gương chuẩn chưa để người ta phải theo mình? Hay mình lại nhân bản một cái người khác để giống như mình, chán đời. Không chửi được ai lại quay lại chửi cái đứa mà nó không thể nào nó cãi được. Về mắng chồng, chửi con ấy. Đúng không? Cứ về đến nhà cái là không khí nó trùng xuống. Chán. Rồi, nói không được làm được gì. Thế nói được không? Ai nói được giơ tay. Nhắc lại nhá. Ai nói được giơ tay và nói tôi. Ôi hay quá. Ai nói to được giơ tay và nói tôi. Rồi hai phan cạnh là tôi nói được. Rồi chúng ta đã vừa học qua bài học về mục tiêu. Mục tiêu có quan trọng không cả nhà? Quan trọng hay rất quan trọng? Nếu không có mục tiêu thì bỏ, vứt. Hãy tưởng tượng, nếu bây giờ cha mẹ bạn là một người rất giàu có và cho bạn thừa kế một số tiền là 100 tỷ. Bạn là một người sống không có mục tiêu gì hết. Bạn là người rất thích ô tô, bạn là người rất thích tiêu xài hoang phí. 100 tỷ đó nó sẽ biến thành cái gì? Sẽ thành cái gì cả nhà? Đến một ngày nào đó nó sẽ không còn đồng nào hết cả, tiêu xài hết. Đúng không? Thích ăn chơi tối lại lên bar, lên sàn, rủ bạn, rủ bè đi chơi, hút hít đủ mọi thứ trên đời. Cuối cùng là không còn gì. Nhưng nếu chúng ta là một người có mục tiêu và những mục tiêu tích cực thì số tiền đó nó sẽ biến thành nghìn tỷ, nhiều nghìn tỷ. Con người đó sẽ trở thành một con người tuyệt vời hơn nữa. Thế cho nên là chưa chắc có nhiều tiền, đúng không? Mình đã giàu. Nếu mình thiếu đi mục tiêu sống, nếu mình thiếu đi mục tiêu làm, thì cho mình bao nhiêu cũng bỏ hết. Và tôi kinh doanh nhưng không có vốn. Bây giờ cho vốn này, có làm nổi không? Cũng chẳng làm được. Nhưng khi chúng ta bắt đầu có mục tiêu để chúng ta làm, để chúng ta hành động, chúng ta biết làm cái việc đó để làm gì rồi, để đạt được kết quả gì rồi, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để chúng ta làm. Bởi vì chúng ta nghiêm túc. Thế nào cả nhà? Theo đuổi nó. Rồi, có mục tiêu thì phải, hỏi hai, phải nghiêm túc theo đuổi.
Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.